Chuyện gì nữa vậy mẹ? Sao con kỳ vậy hả? Con để cho Ngọc làm trợ lý, phụ giúp đỡ đần cho con được biết bao nhiêu là công việc. Nó cũng có chuyên môn, được đào tạo bài bản ở nước ngoài mà. Con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, hết can thiệp với chuyện tình cảm của con, bây giờ can thiệp vô chuyện công việc của con luôn. Tại sao mẹ có thay con quyết định vậy? Bây giờ mẹ thay con quyết định sống cuộc đời con luôn đi. Con đừng có quá đáng nha. Con không phải. Dạ thưa mẹ, hiện tại công việc ở công ty con với Quang cũng đang quản lý tốt, mẹ cũng đừng có lo lắng quá. Đó, mẹ nghe chưa? Quang, Quang. Nguyên nhân không phải ngày mưa, mà ngày buồn nhân chính là ngày không em. Ngày lâu khô nước mắt lắng dài, chính là ngày mà anh phải buồn cánh tay mềm, phải quên một người từng yêu. Phải chi ngày mà em đến đây đừng là một món quà, phải chi đừng yêu em đến vậy lại xa dài xa. Mình đi làm nha. Cô ơi, con đi làm nha cô. Quang, nhất con rồi đó nha. Có trợ lý nào mà sáng sớm tới nhà đi làm cùng con vậy không? Con kiếm trợ lý thay cho Hà rồi. Cảm ơn ý tốt của em nha. Nè, Quang. Con đứng lại, Quang. Chuyện gì nữa vậy mẹ? Sao con kỳ vậy hả? Con để cho Ngọc làm trợ lý, phụ giúp đỡ đần cho con được biết bao nhiêu là công việc. Nó cũng có chuyên môn, được đào tạo bài bản ở nước ngoài mà. Con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, hết can thiệp với chuyện tình cảm của con, bây giờ can thiệp vô chuyện công việc của con luôn. Tại sao mẹ có thay con quyết định vậy? Bây giờ mẹ thay con quyết định sống cuộc đời con luôn đi. Con đừng có quá đáng nha. Con không phải. Dạ thưa mẹ, hiện tại công việc ở công ty con với Quang cũng đang quản lý tốt, mẹ cũng đừng có lo lắng quá. Đó, mẹ nghe chưa? Quang, Quang. Dạ thôi cô ơi, thật ra là do con cố chấp thôi. Ngày hôm qua anh có nói với con rồi, nhưng mà ngày hôm nay con vẫn tới đây. Con đừng có nói như vậy, cô hiểu thành ý của con mà. Chỉ tại thằng Quang nó cố chấp quá thôi. Mẹ à, con nghĩ là trong lúc này á, mẹ cũng nên chậm lại một chút đi. Tại vì Quang đang bức bối chuyện của Hà mà. Nếu mà mẹ căng quá, lỡ Quang bỏ đi không về luôn á, thì lại khó xử. Còn Ngọc à, anh hiểu được tình cảm và tấm lòng của em dành cho Quang, nhưng mà tốt nhất á, trong lúc này em nên hạn chế gặp Quang lại đi. Để khi nào em bình tĩnh lại thì lúc đó mọi chuyện vẫn chưa muộn mà. Dạ em hiểu rồi. Thôi con đợi cô chút xíu nha. Cô lên thay đồ rồi cô với con ra quán cà phê ngồi cho nó thoải mái. Tự nhiên mới sáng sớm đã làm con phải suy nghĩ rồi. Vậy thôi mẹ với lại Ngọc đi uống cà phê vui vẻ. Con đi làm. Cảm ơn anh thời gian vừa qua đã yêu thương và chăm sóc cho em và Can. Bên cạnh anh, mẹ con em đã có những khoảnh khắc rất hạnh phúc của một gia đình trọn vẹn. Nhưng mà sau những gì trải qua, em biết em và anh tới với nhau là điều không thể. Càng cố gắng chỉ làm tổn thương nhau mà thôi. Hiện tại chia tay là cách tốt nhất cho cả hai. Anh đừng tìm mẹ con em nữa. Chúc anh luôn bình an và hạnh phúc.
Chuyện tình yêu đôi lúc không biết ta đang làm gì, chẳng biết ta đang cần gì, chỉ biết cứ yêu và yêu. Chuyện tình yêu đôi lúc là lý do ta tồn tại, chẳng lo chẳng nghĩ về ngày mai, chỉ cần ta có nhau hôm nay. Cái gì mà gọi hoài vậy, lì vậy không biết nè. Alo. Làm ơn nói cho anh biết Hà đang ở đâu đi. Anh xin em á. Em đã nói với anh rồi, em không biết nó ở đâu hết. Anh không hiểu ý của Hà hả? Nó muốn chấm dứt và không liên quan gì tới anh nữa hết á. Nó muốn một cuộc sống bình yên, anh hiểu không? Vậy nha, đừng gọi em nữa. Lì quá vậy không biết, thiệt tình. Cô chú lên hồi nào vậy ạ? Cô chú không lên á thì con định giấu tới khi nào? Dạ, tại Hà nói với con là Hà định khi nào ổn định cuộc sống rồi mới báo cho cô chú biết, cho nên con đâu có dám nói gì đâu. Tội nghiệp con nhỏ, lúc nào cũng sợ ba mẹ buồn chứ cứ phải chịu đựng một mình như vậy. Chuyện đến nước này rồi, con kể hết mọi chuyện cho cô chú nghe đi. Dạ, chuyện là tình cảm của anh Quang và Hà gặp rất nhiều vấn đề. Gia đình của anh Quang không có chấp nhận Hà. Nghe đầu đuôi câu chuyện hết cái đã. Chú ơi, chú ơi. Chuyện sao? Là sao hả con? Con kể hết ra đi. Dạ.